chào tất cả các bạn nha. Rồi chào cả nhà luôn. Rồi chào cả nhà luôn. Thì lời nói đầu tiên cho kênh Sông Bắc Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn ở khu vực bờ chanh nha cả nhà. Đây là những cây chanh quyền thoại. Mình nói bờ mặn. Hôm gầy do mình cũng bận công việc gia đình, đón chồng thành viên mới nên không có đi theo em mình mấy cái clip cà cuốc nha cả nhà. Ổn quá, mấy bữa mình đi công việc đó thì dính cà cuốc rất là nhiều nha. Bình quân đêm nào cũng từ 40-50 con chân mà mình không có nhà mình quay được, ổn quá ổn. Vì em mình nó cũng không xài máy, cũng không gành nữa nên là không có quay được. Thì mình công việc mình đã xong rồi, mình tiếp tục công việc hàng ngày của mình, đi thăm gắn nha. Hôm nay thăm cái luồng ở dưới này. Hôm gài hỏi thăm em mình thì cũng có dính lai gai cả nhà, cũng không trúng mấy nhưng mà cũng không thắt mấy. Bữa nay rất là vui được gặp lại các bạn nha. Hôm gài buồn quá, ở trên bệnh viện nuôi dạ hư xanh nên là nằm trò co, nhớ nhớ ngày quá, ngứa ngày quá. Bữa nay đi quay lại cho mấy bạn xem nha. Hy vọng bữa nay chúng lớn để có cái clip im đẹp đẹp nhiều nhiều để cho mấy bạn xem nha. Rồi theo chân anh em mình đi thăm bãi nha cả nhà. Nãy giờ cũng gần cái chục tay mà không dính nha. Anh em mình tiếp tục đi thăm nha. Nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem. Em mình đuối luôn, ngồi luôn rồi mấy bạn ơi, chịu hết nói. Đi thăm lứ mà cảm giác nó không dính, nó mệt, nó đuối mấy bạn ơi. Quá đuối. Vô bóc này ngồi nghỉ chút xíu các bạn ơi, tiếp tục tới như giờ. Hai nay mình qua khu vực mới, chỗ khu vực mà không gầy bà ổi khi đó đó. Có người ở đó kìa. Bà ổi đó giờ banh hết rồi. Bị phát cỏ phát banh lớn hết rồi. Cái đó thảm sát hơi thảm luôn, phát cà lớn hết các bạn ơi. Con chú không đi ruộng mình đó nha mấy bạn. Đây, giờ đằng đây mình có hai tay lớn này, mình lại mình thăm thử đi. Đây. Nãy giờ lội thắt quá không dính chân các bạn ơi. Đuối anh em người nào nấy muốn xỉu kìa. À, trời. Hả? Vô. Hai con luôn, hai con nha mấy bạn. Wow. Một con một em nước và một em lãi, hàng bay đi chung một chuyến đường. Hai. Các bạn thấy tay họ dính nhìn thấy không? Tà lưới có chút xíu gì đâu mà dính gì đó. Tà lưới có chút gì đâu. Làm được hai con nữa các bạn. Đó, em uống nước luôn nha các bạn. Em này gắn lấy là người ta hay kêu gắn không may nữa mà. Hai con dính người ta cực không? Rồi mình sẽ dựng máy lên, hai anh em mình xử lý con này nha. Em đem lên đó luôn. Ờ, cuốn lên. Trời ơi, vàng ẻo. Đem vô mát ra đi, em dựng máy này. Để mình bấm dựng máy lên tiếp em mình nha. Lấy cái vỏ lại giùm em. Quỷ con nước nó cắn ngắn lãi luôn. Hai con tiếp. Kia có con người đây. Chú như lai thằng chữ mày à. Cắn nè mấy bạn nhìn thấy không? Nó cắn nè. Con nước nó cắn con kia nè. Ờ trời ơi nó cắn con kia kìa. Cắn hoài mày. Ôi, cắn con kia. Rồi, xử lý. Rồi, bạn thấy không? Một tay một hai con. Nhiều khi nó hên là gì nữa mấy bạn, nãy giờ lỗi đi xả kháng cho con dính cắn nữa nè. Đây để đầu nó đi dính đầu đó. Cho nó nhả ra được. Rồi nắm cái đầu nó đi mấy em mới bắt được con này kế mình đó, cứ tướp tướp rồi cắn tao cái tay này. Ta lưới này là rồi mình bị mắc nè bạn, mình mới văng lại sao nữa. Cái đó lại lọt hơi tới đẳng đâu lọt bà anh cho mau chợ cắn nè anh hai.
cắn nghiến tét thịt người ta luôn. Cắn tét thịt. Nóc nổi con này hung thiệt nổi luôn. Ừ, nó hung lắm. Dân lưới này nhiều cái cũng thấy ham lắm nha mấy bạn. Không dính thì cũng thấy mệt lắm nha các bạn. Không dính lâu nãy giờ mệt. Nói chuyện không nói đứt hơi luôn. Ngồi nghỉ mệt luôn các bạn hiểu rồi đó. Bữa nay tại trời cũng nắng lại đó. Nãy giờ lâu cũng hơi đuối. Mấy bữa nay mình có công việc nên không có đi theo. Nãy giờ 5 ngày mới lội lại đuối quá đuối. Bạn biết sao không, cỡ này nó dính nó cũng chết nhiều quá mấy bạn. Ông gà đi thăm được như nắng quá nó hét chịu không nổi. Gà thăm chết là gai mà hôm qua chết con không ngửa cả ký. Hôm qua mình không có đi theo quay được nha bạn, hôm qua anh có công việc. Bữa nay mới đầu công việc ra xong lần đầu tiên các bạn ơi. Rồi chở vô túi. Rồi giữ túi đây này anh cầm nè. Cầm cầm đuôi luôn. Cái nó méo méo gì. Rồi con đầu tiên nha mấy bạn. Này chắc khoảng 2 lạng 2 lạng giữ mấy 3 lạng này nó dính chắc ấy rồi ta siết này nè trời dính chịu qua mà đỡ cái đang này ở trong mát ha mùa cỡ tháng này là dính nước mạnh mấy bạn ơi không để thấy dính nước nhiều. Hôm qua mình đi luồng trên anh mình không có quay cũng dính được con nước, nhưng qua bự nữa. Dính những nước qua 600-700 gram. Còn hổm gà mấy luồng này dính những nước nhỏ nhỏ không, như con này cỡ 400 gram. Giờ mới có 2 con nha các bạn. Hy vọng là bữa nay mình đi quay lại cho mấy bạn đó trúng mánh bữa nha. Có nắng lại trúng không nổi mấy bạn. Tên hết lứ rồi. Như bên kia nghe mình nó cuốn hình xấu tay rồi. Khu vực buổi sáng đắng mà làm một cặp mà không ngựa giống bữa hổm một cái nữa là lên ký nha các bạn. Hay là vô nghe em hô hành chừng 700-800 gram thôi. Ngon lạnh. Rồi, cái này người bà cậu chạy cho ăn gì mình ăn nấy mấy bạn ơi. Nó hên xui lắm, không biết trước. Rồi đây là thành quả của anh em mình nãy giờ nha. Thì chút xíu nữa tới cái bẫy nào đây mình không có nói trước nha, bẫy nào có dính mình sẽ bấm máy cho bạn xem. Thì để tránh mất cái thời gian nó dài dòng mấy cái tay nó không dính nó quay nó coi bạn nhà thấy nhàm chán mình không bấm máy, cái nào dính mình sẽ bấm máy cho mấy bạn xem để mấy bạn cảm nhận được cái cảm giác mà nó dính lưới đi thăm bẫy nó mệt mà nó dính cảm giác nó sướng. Rồi thôi không linh tinh ta nữa mình bỏ vô rồi anh em mình đi thăm tiếp theo tiếp tục mấy còn mấy cái nữa nha mấy bạn. Số bạn hổm gầy cũng comment cho mình rất là nhiều vụ hỏi lưới này mình nhắn tin mình hướng dẫn không được đâu, cái nào mình hứa với mấy bạn sẽ có dịp mình sẽ ra cái clip để hướng dẫn mấy bạn làm cái lưới gắn này nha. Chi phí rất là thấp, hiệu quả thì nó rất là cao nha mấy bạn. Rồi thôi mình đi thăm bẫy nữa, tiếp theo thôi. Mình có tay nha mấy bạn. Tay mấy bạn. Khám xét. Khám xét cái này. Cái này không dám đụng vô luôn, bỏ thì nó gã ra thấy chữ. Khám xét rồi mấy bạn ơi. Đây. Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra nữa mấy bạn ơi. Rồi, cái này rụi tủa rồi không mấy bạn không ăn được nha mấy bạn. Tại khu vực bên đây anh em mình nó để 4 ngày rồi. Nó bị chuột cắn ở dưới viền dưới đó luôn hay gì Tâm?
rồi vỏ nha các bạn, không ăn được nha, quá trời mắm gắn nha các bạn, có bạn nào ăn mắm gắn liên hệ với mình nha, quá tại nó hôi rồi. Rồi anh em mình tiếp tục đi thăm còn mấy tay nữa. Ừ. Tại hôm gầy ngày thứ tư rồi, là chắc cú là phải có chết mấy bạn ơi. Tại do công việc quá mấy bạn ơi, hôm gầy lo đánh cà cuốc không à. Vậy lo đánh cà cuốc không nên là em mình đi thăm không kịp nữa. Nó đuối quá đuối á. Tối đi lội đi đuổi cà cuốc rồi ban ngày đi thăm gắn nữa hơi đuối. Rồi thôi nào có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Hiện trường vụ án xảy ra rất là kinh hoàng. Bị mấy con dồi nó lụm hết à. Có hai tay nha các bạn. Nghe mình kêu mình đứng đây nó chấm thăm nha các bạn. Bự dính con hay vậy? Dính đừng con chết nha các bạn ơi. Rồi, nghe mình nó cúng cái bờ này bỏ luôn nha các bạn. Lãi hả? Lãi. Con cứng mà con được. Mà ăn riết giờ quá ngán rồi. Ngán luôn mấy bạn ơi, gắn giờ thôi thôi. Trong tủ lạnh còn nhóc hết trơn trọng. Rồi, mình sẽ xử lý gắn này còn ăn được nha các bạn. Thôi, thôi bỏ luôn. Quá hả? Bỏ mẹ đi. Về nhà trong tủ mình còn quá nhiều rồi. Chết và ăn hết nấu luôn các bạn ơi. Chết. Nó chết mà còn hơn chùa Bà Chúc nữa các bạn. À, con này cũng bự, con đó có 400 g. Cánh đực. Bà này ta chầm gãy rồi các bạn ơi. Không tiếc không ăn không cho không ta. Con này con ăn được nè. Đây là cho thằng đây này đi. Rồi em mình sửa người ta lấy lại cúng hai tay này nha các bạn. Tay người ta đang trồng đu đủ hay trồng gãy gì vậy? Dọn trong lỏng. Rồi con này thì để anh em mình chắc nó tặng cho người ta quá. Cho người ta đi chứ ăn hết nổi rồi. Tủ lạnh với hết chỗ chứa. Ừ. Rồi cũng còn có mấy bẫy nữa mấy bạn ơi. Hy vọng là kiếm con hai con nữa nha các bạn. Mệt quá. Nãy giờ được có 4 con mà chết hết 2 con mấy bạn ơi. Chết 2 con à. Còn 2 con. Rồi. Đi thăm bẫy tiếp thôi. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Anh em mình cũng về tới nhà mấy bạn ơi. Về khu vực nhà mình đó. Cái gì vậy? Đây. Đây mình có tài lứ cuối cùng của bờ nhà mình nha. Không dính nha các bạn. Thật thù rồi mấy bạn ơi, không dính nè. Rồi, chào mấy bạn, kết thúc clip này luôn Tâm ơi. Rồi, chào mấy bạn luôn. Rồi, bữa nay như mình có 4 con mà ăn được có 2 con, còn 2 con bỏ rồi mấy bạn ơi. Ừ. Bữa nay có 4 con mà nó chết hết 2 con, nãy quay cho mấy bạn xem đó. Vụ hiện trường thảm sát nó rồi như nãy con chết đây. Rồi thôi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực nha cả nhà. Khi đăng ký mình bấm vào cái chuông để sẽ nhận được những cái thông báo khi mà mình có đăng clip lên thì nó sẽ thông báo cho cả nhà xem để vào xem ủng hộ anh em mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mình vô mình tới nhà.